Lionel Messi mới đây đã công khai chỉ trích đội bóng cũ PSG trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đây lại là điều chẳng mấy bất ngờ. Mối lương duyên giữa đôi bên vốn được gắn kết bằng tiền, và khi đường ai nấy đi, chẳng điều gì có thể ngăn cản Messi nói lên những suy nghĩ thật từ bản thân anh. Sau chiến dịch World Cup 2022, tôi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ. Nhưng PSG đã không chúc mừng tôi vì đã giành cúp vàng thế giới. Trong số 25 cầu thủ Argentina tham dự World Cup, tôi là người duy nhất không được đội bóng chủ quản chúc mừng ngôi vô địch, Messi chia sẻ trên tờ ESPN. Trong trận chung kết World Cup 2022, Messi đã lập một cú đúp trong 120 phút thi đấu. Đến lượt sút phạt đền, Argentina giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Messi nói anh nghĩ mình không được PSG chúc mừng bởi bại tướng của Argentina chính là đội tuyển Pháp. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hè 2021, PSG đã không mất xu nào để chiêu mộ Messi, người được công nhận là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng từ không khí chào đón cởi mở, thái độ của khán giả PSG dành cho Messi sau 2 năm dần thay đổi. Họ xem anh như gánh nặng của câu lạc bộ, và cuối cùng, đường ai nấy đi. Bản thân Messi, sau khi chấm dứt mối lương duyên với PSG, cũng không ngại nói lên những điều tiêu cực về đội bóng Pháp. Anh thừa nhận bản thân gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống tại Paris, thậm chí trả lời lấp lửng khi được hỏi lẽ ra anh không nên đến PSG thi đấu. Thống kê trên trang Capology cho thấy mức lương của Messi tại PSG mùa giải vừa qua là 63 triệu euro. Con số này nhỉnh hơn một chút so với Neymar, 56 triệu euro, và thấp hơn Mbappe, 72 triệu euro. Không ai trong số họ bị chỉ trích nhiều như Messi, một người vốn quan tâm đến việc thi đấu hơn cuộc sống trên mạng xã hội. Mùa trước, Messi chơi tổng cộng 35 trận, ghi 20 bàn. Con số này không chênh lệch quá nhiều so với Mbappe, 36 trận, 32 bàn, và Neymar, 29 trận, 18 bàn. Giá trị của Messi với PSG còn được thể hiện trên các nền tảng mạng xã hội, nơi anh thu hút lượng người hâm mộ lớn hơn tất cả những ngôi sao khác. Nếu Messi có lỗi, anh hẳn đã sai lầm ngay từ thời điểm quyết định rời Barca để tới PSG. Bản thân Messi đã nói nhiều lần anh không muốn trở tay đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đó là lúc PSG vào cuộc và đưa ra lời mời hấp dẫn đủ để thuyết phục ông George, cha của Messi, cũng là người đại diện của cầu thủ này. Với những gì Messi đã thể hiện, anh đáng giá đến từng xu một mà PSG đã chi ra. Nhưng đổi lại, đội bóng Pháp thể hiện họ đúng là một gã chọc phú chỉ biết chi tiền, thay vì mang đến những giá trị cao quý hơn tiền cho cầu thủ. Messi đã thấm thía điều đó trong 2 năm ở PSG, nên anh chẳng ngại ngần nói xấu đội bóng cũ khi không còn bị ràng buộc nữa. Cuộc sống của Messi hoàn toàn thay đổi khi anh đầu quân cho Inter Miami. Trên đất Mỹ, anh được yêu mến và tôn thờ như một vị thánh bóng đá đương đại. Nhưng điểm khác biệt cơ bản giữa khán giả Inter Miami và PSG là những người trên đất Mỹ không quá quan tâm đến những chuyện bên lề của cầu thủ. Họ tôn trọng cá nhân và chỉ muốn xem Messi thi đấu. Nếu Messi còn chơi bóng tại châu Âu, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi ăn thoải mái trong một nhà hàng. Xung quanh là những thực khách bình thường. Đó là điều Messi đang tận hưởng tại Mỹ. Đó mới thực sự là những gì Messi mong muốn, một cuộc sống bình yên sau giờ chơi bóng. Khi Messi đến Inter Miami, những người không thích anh lại đưa ra nhận định Messi sang Mỹ chơi bóng vì tiền, giống như lúc anh rời Barca đến PSG. Nhưng quả thực, Inter Miami mang đến cho Messi những giá trị mà PSG không bao giờ có được. Đó mới thực sự là tầm vóc của một đội bóng lớn, nơi cầu thủ được tôn trọng, chứ không bị đối xử hạ khắc như kẻ làm thuê. Hợp đồng của Messi với Inter Miami còn kéo dài hơn 2 năm nữa. Bản thân Messi cũng không nghĩ đến viễn cảnh giải nghệ sớm. Chừng nào đôi chân Messi còn chưa mỏi, anh sẽ tiếp tục chơi bóng bằng niềm vui. Tình yêu với bóng đá của Messi là thứ vẹn nguyên trong 20 năm qua, và chẳng tiền bạc nào có thể mua được giá trị cốt lõi ấy.